Chính thức, PP giải nghệ ở tuổi 41. Sau những cống hiến không biết ngừng nghỉ, huyền thoại đội tuyển Bồ Đào Nha, PP tuyên bố giải nghệ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 41. Hậu vệ huyền thoại PP chính thức giải nghệ ở tuổi 41, đánh dấu sự kết thúc của một sự nghiệp bóng đá kéo dài 23 năm với vô số danh hiệu và thành tựu. PP, tên đầy đủ là Kepler Laveran Lima Ferreira, đã trở thành một biểu tượng trong làng bóng đá thế giới, đặc biệt là với Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh gia nhập Real Madrid từ Porto vào năm 2007 và nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Với 334 trận đấu trong màu áo Real Madrid, PP đã góp phần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch Champions League. Anh cùng với Sergio Ramos tạo thành một trong những cặp trung vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Không chỉ thành công ở cấp câu lạc bộ, PP còn có một sự nghiệp lẫy lừng cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Anh đã góp công lớn giúp đội tuyển giành chức vô địch Euro 2016 và Nations League. Đặc biệt, tại Euro 2024, dù đã ở tuổi 41, PP vẫn thi đấu xuất sắc, gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ và giới chuyên môn. Trong suốt sự nghiệp của mình, PP đã thi đấu tổng cộng 878 trận và giành được 34 danh hiệu, đạt trung bình 26 trận giành một danh hiệu một con số ấn tượng thể hiện sự ổn định và đẳng cấp của anh. Sự nghiệp của PP không chỉ được đo lường bằng các danh hiệu mà anh giành được, mà còn bởi tinh thần chiến đấu, lòng đam mê và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ và được người hâm mộ trên khắp thế giới kính trọng. PP giải nghệ, khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Tạm biệt một huyền thoại, người đã cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ và tài năng cho môn thể thao vua những kỷ niệm về những trận đấu kiên cường những pha cản phá quyết liệt và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của pp sẽ mãi mãi sống trong lòng người hâm mộ